Tại thành phố Đà Lạt, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029. Thiếu tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh và hơn 150 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 hội viên hội tham dự. Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh hiện có hơn 1.500 hội viên. Nhiệm kỳ qua, hội đã chú trọng công tác củng cố tổ chức cũng như nâng cao chất lượng hoạt động. Các cấp hội thường xuyên tuyên truyền hội viên, giữ gìn và phát huy truyền thống hào hùng của bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, động viên hỗ trợ nhau phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tích cực tuyên truyền giáo dục truyền thống, lòng yêu nước trong nhân dân và các thế hệ trẻ. Các hội viên gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, Hội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng còn tích cực vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vốn, cây, con giống cho hơn 150 hội viên phát triển sản xuất. Đại hội đã đề ra phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024-2029, gồm chú trọng phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu của hội viên, tăng cường phối hợp hoạt động với các hội đoàn thể trong và ngoài tỉnh cũng như các nguồn lực xã hội để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành hội khóa 3, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 12 người. Bầu ban thường vụ hội gồm 5 người. Ông Đinh Huy Thư được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2024-2029. Dịp này, hai tập thể và 4 cá nhân của hội đã vinh dự được Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác và hoạt động hội.